Thiên thổi ngọn gió từ bi thanh lương vào thế giới nông bức, đêm mặt trời trí tuệ rạng rỡ về ngữ xưa không gian hơn được tuyên dương. Mưa phàm tâm nhuần chúng sinh phải quy phục tựa nương tân căn, vong linh chẳng coi siêu hình bỏ an làm lạnh quy tâm bao khổ nguyện bốn ân tổng ba ba coi đều nhờ tất cả tình độ. Nam mô bản sư Tịnh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bản sư Tịnh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bản sư nắm ba gáo nước. Thứ trước tiên chúng ta sẽ lễ Phật, sau đó gáo thứ nhất chúng ta tắm bên vai trái của người với lời nguyện. Nguyện làm tất cả các việc lành. Gáo thứ hai tắm bên vai phải người, nguyện không làm tất cả các việc ác. Gáo thứ ba chúng ta sẽ rủi từ gối của ngài rủi xuống với lời nguyện, nguyện độ tất cả chúng sinh. Nhớ chưa ạ? Nguyện làm tất cả các việc lành. Nguyện không làm tất cả các việc ác. Nguyện độ tất cả pháp giới chúng sinh. Mở nhạc niệm Phật lên. Sau khi các thầy tắm Phật xong thì các đại biểu chúng ta nên tắm Phật trước. Sau đó các cụ nhân dân chúng ta xếp thành hai hàng để chúng ta lên tắm Phật. Và tắm Phật xong thì chúng ta sẽ di chuyển sang cái phía bên này, chúng ta nhận hoa đăng. Nhận hoa đăng này chúng ta sẽ xếp hàng ở ngoài khu vực cổng kia để chúng ta đi thả hoa đăng. Thì đề nghị thì các cô trong hội dân vũ, thế rồi thanh niên, một lượng thanh niên, đồng chí luôn chúng ta chuẩn bị. Mở nhạc đi, giữ lên thầy. Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô sau khi chúng ta tắm xong mời chúng ta ra nhận hoa đăng. Tại vì các cô trong ban tổ chức chúng ta cho hoa đăng lên và chúng ta sẽ tập kết tại xếp hàng tại khu vực cổng chùa.